yêu mến chú Linh Tâm, yêu mến chú Vũ Linh. Chạy vào đây là thấy mấy cái bánh rau màu cậu. Đừng có lựa qua, cái nắng, trong mát. Đứng đây là đẹp gì đó, mình thấy có rau kia đẹp lắm. Cái bánh rau của cậu luôn đó. Sau lưng là màu cậu. Cái bài của cậu đi. Anh hát bài màu cậu đi. Anh cầm lên cây sống tích cho anh coi. Rồi anh hát đi anh. Ngay tôi thì tôi hát cái hơi của anh Châu Thanh. Dạ. À, hơi hơi dài của chú Châu Thanh ha. Châu Thanh không à. Dạ, ok. Còn có cái bài này của anh Châu Thanh anh sáng tác đó. Dạ. Là tôi mới sáng tác anh phát lên đó là tôi mới thu được rồi tôi mới thổn. Dạ. Là bài tình anh. Dạ. Có một anh giả. Có Minh Chiến có những cái dòng nhạc dòng độ anh hát Tình Anh. Sở trường của anh là hát hôm nay có duyên gặp với anh YouTube và mấy chị và tôi cũng thăm hộ anh Vũ Linh lắm mới bán vé số mới lên tới đây tìm hỏi thăm á cũng không biết chỗ nữa rồi mới ta chỉ lần mới chạy tới đây nghe nóng là anh cũng có bệnh nữa không dạ thì hôm trước á tôi đi theo đoàn đi xuống đoàn nhát á nửa chừng rồi cái tôi mới bệnh bú găng đây nè tôi mới về tôi buồn quá tôi về trở về nhà tôi lúc đó mới 18 tuổi nè là đi theo đoàn hát đừng hỏi vũ trụ rồi cho nên cái hát thời gian gì nó nổi bú rồi nè rồi cái tôi mới trở về quê tôi mới mổ cho cha mẹ nuôi á tại vì gia đình nghèo nó tôi cũng đi hoạt động mà kiếm tiền về nuôi cha mẹ với ba đứa em rồi thời đó anh Linh Tâm anh đi trước rồi anh Linh Tâm đi trước rồi bây giờ cái tôi về tôi mổ tôi tuổi tôi mới ở nhà nhà tôi mới đi hát show ta muốn hát show đám tiệc cái nhà dữ lắm mà hồi đó tôi hát là anh Châu Thanh mới nổi là tôi nổi theo luôn đó tôi hát là ngang ngửa với ảnh luôn anh là sợ người là quê đó Thanh Châu à quê ở Tân Châu An Giang còn bên Thanh Châu nữa Thanh Châu cái bài tình anh xin phép cảm ơn anh ạ cao quý tại tình anh luôn mến thương lòng vẫn mong các em mình tương lai rạng rỡ nên dành sống đời vui và mai sau dưỡng nuôi cha mẹ già câu quyết nhục tình thâm bao thuở nay đời mấy ai chẳng vẹn gìn tâm can quặn thất đau thương khi nhìn các em đành buông xuôi chẳng lo tiền thân cho mình tình thương của người anh là tình thương thiêng liêng vô biên bất diệt nhị quyết tình tâm muôn kiếp không thương mong sao các em không dần không để nhìn thấy được tấm lòng ảnh thương anh quý tình chân thành xây dựng đàn em khi tuổi đời ngày một dòng chắc thêm mà chưa thấy các em nên dân lập trí trong khi tài trí mình chẳng kém mãi sao chẳng nghĩ đến ngày mai cuộc đời khốn khổ chuỗi ngày đã quá lẽ nào em không nhớ anh em của chúng ta sống trong gian khổ chẳng đồ ấm no dưới mái tranh nghèo cha mẹ vất vả lòng đồng dân thiếu hụt trong điều đôi lúc nhìn các con mắt mù nhỏ lây mẹ thường khóc thầm ở góc nhà sao
cha cũng mong sao các con mình cũng học lên cao. Những gạo cơm không đủ thì có đâu mà ăn học. Cuộc sống hàng di cả đời cơ cực, mình lớn khôn rồi hãy tìm bước tiến thân. Cũng giống là chú Châu Thanh, nhưng mà anh có thể hát là một khúc của trích đoạn dự án Mãn luôn. Bây giờ cũng nó ngay rồi, nó cũng sức khỏe nó kém yếu rồi, giờ hát nó không còn nổi nữa. Tại nó cũng năm mấy tuổi rồi, 55 rồi. Em hỏi anh nè, bây giờ anh còn giữ số không? Còn hồi nữa là tụi dây em sẽ mua ủng hộ anh, tụi dây ta. Dạ còn nhưng mà anh ở ngoài anh dặn tôi, anh nói vô đây là không được bán số, bán cái là ảnh lấy đồ hết. Không được, tôi mới gặp anh giữ cửa ngoài á, anh nói đi vô tôi xin là vô thắp hương cho anh vô đình thôi, anh nói gì thì được chứ đừng có bán với số nghe. Dạ bây giờ để có camera thì ạ. Có anh nói có cam ra tôi coi trên đó, nếu mà anh cả là anh không tương lai thủ là anh bị lấy đồ hết nhiều. Và cảm ơn mọi người cả thân thánh. Cảm ơn Văn Đức Lê ạ. Cảm ơn mọi người và thánh nhân đồng nhiều Văn Đức Lê. Nếu mà tụi em mà mua mà chúng độc đắc một cái nữa là tụi em sẽ đi anh lên làm ca sĩ luôn. Nghệ sĩ luôn. Quên. Là cho anh lên làm nghệ sĩ luôn. Nghệ sĩ Châu Thanh Hai. Dạ, cảm ơn nhiều nha. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Như là những anh mua bao bán đắt thì một hồi nó anh ra cổng thì tụi em sẽ gặp anh ngoài để mua nha. Mua ủng hộ anh nha. Bây giờ đó cái khúc của nhà làm cặp ra đó, bài nó kiếm bài nào như vậy á. Không, tại vì mình anh ơi, mình là hát dòng của chú Châu Thanh. Cho nên là mình hát những cái bài của chú, những bài của chú Châu Thanh rất là hay luôn. Mình kiếm bài nào nhẹ nhẹ, anh quất một khúc nữa nè. Cho cắn cắn. Vừa hát mình không còn tốt nữa, cho nên là mình lên mình hát mà nửa chừng cái nó... Không, mình vừa cái đó là khỏe là... cái nào thuộc quanh nè. Rồi đâu đây là cũng ở đây anh thấy là hai chữ này là cũng quanh được. Rồi bây giờ như em đang chắc có lẽ cũng xin kết thúc cái video người ha. Anh hát cũng rất là hay rồi. Tiếng anh là thuộc quanh là hay đó cho thằng nghe. Quốc đi. Nào nghe cũng hơi xuống cấp rồi.